người khó chết nhất trên thế giới là như thế nào. Bị một con gấu tấn công cào tan nát các thớ thịt, nhưng anh vẫn không chết. Đồng đội vì không muốn anh là gánh nặng, đã quyết định chôn sống người đàn ông này. Ấy vậy mà nam chính phim Titanic vẫn cứ sống sót, cho dù có phải đối diện với một trận bão tuyết lớn, thế mà vẫn không thể khuất phục nổi ý chí mạnh mẽ của anh ta. Thật sự là thần Phật cũng không giết nổi. Tại sao ông ta lại có sức sống mãnh liệt như vậy? Đó chính là báo thù cho người con trai duy nhất của ông. Nhân vật này là một người có thật tên là Hugh Grant. Ông ta sống trong thời đại thiếu văn minh của nước Mỹ. Sự căm thù và xung đột giữa thực dân và thổ dân da đỏ ngày càng gay gắt. Mới bắt đầu những thợ săn đã bị người da đỏ đột kích. Chỉ vài phút ngắn ngủi thi thể đã chất đống khắp nơi. Đến khi Glass kêu mọi người trốn xuống thuyền thì đội thợ săn đã chết 32 mạng. Ở trên thuyền Glass nơm nớp lo sợ. Ông ta biết người da đỏ sẽ đuổi theo bọn họ đến cùng, bắn cung hoặc đánh lén bất cứ lúc nào. Bọn họ lúc này giống như những tấm bia sống. Vì để sống sót, Glass đề nghị đội trưởng hãy đi đường bộ. Đội trưởng lại rất tin vào kinh nghiệm của ông ấy, nên dẫn cả đội rời thuyền tiến vào rừng. Tuy nhiên trong rừng điều không may đã xảy ra với Glass. Lúc đó ông ta đang dò đường trong rừng, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó nó lạ lắm. Vừa quay đầu lại nhìn thì thấy một con gấu xông tới chỗ ông ta. Glass cố gắng kêu lớn nhưng không ai nghe thấy. Ông bị con gấu cắn xé lôi tới lôi lui, mỗi một nhát đều vô cùng đau đớn. Cuối cùng con gấu đó cũng chịu dừng lại. Ông ta cũng nhanh chóng giả chết. Gấu mẹ thấy vậy cũng bỏ đi chăm con. Glass nhân cơ hội này nhặt súng lên bắn vào nó. Không nhưng không giết được mà còn chọc giận nó. Gấu mẹ bắt đầu điên cuồng cắn xé lôi kéo. Lần này nó đã dùng hết sức lực. Glass thì đã không còn sức để kêu gào nữa. May mà con gấu lần nữa đã tạm dừng lại. Tranh thủ lúc này Glass rút dao ra. Đợi đến lúc lần thứ ba gấu mẹ nhào tới, ông ta đâm liên tiếp nhiều nhát, cuối cùng thì cũng giết được gấu mẹ, nhưng lại bị rơi xuống vách đá với nó. Đến khi đồng đội tìm được ông ấy, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, bọn họ liền kéo gấu mẹ ra. Cảnh tượng trước mắt làm một tên ngay lập tức nôn mửa. Tuy rằng người đàn ông vẫn may mắn sống sót, nhưng nhìn Glass bây giờ rất thê thảm, những vết thương thấu tận tim gan, bọn họ cấp tốc khâu vết thương cho ông ấy. Quá đau đớn mà Glass gào thét rất lâu. Khi bọn họ vặn xương chân bị gãy của ông ta vào đúng vị trí đã làm ông ý đau đến ngất đi, cả đội không thể nán lại đây quá lâu, chỉ có thể khiêng Glass để gấp rút lên đường. Khi bọn họ di chuyển đến vùng đất đóng băng, dù bọn họ có khâm phục Glass đi chăng nữa thì chắc chắn có lúc cũng phải chán ghét ông ta, ai cũng nghĩ rằng ông ta sẽ chết ngay tức khắc, nhưng ông vẫn không chết làm liên lụy đến bọn họ. Khi cả đoàn đến một đoạn đường núi, làm cho bọn họ vừa phải leo núi vừa phải khiêng thêm Glass. Mọi chuyện đã khó khăn dần rất nhiều, từ đó mâu thuẫn cũng đã bùng phát. Cuối cùng đội trưởng quyết định họ sẽ từ bỏ Glass, nhưng ông ta lại không lỡ nổ súng giết chết Glass, nên đã treo thưởng cho hai người có thể ở lại canh Glass đến khi chết và chôn cất ông ấy. Mỗi người sẽ được thưởng $100. Con trai của Glass và một chàng thanh niên quyết định ở lại, nhưng có một tên thợ săn xấu bụng tên là Fish vì tham tiền nên cũng ở lại. Thế là ba người bắt đầu ngồi đợi Glass chết. Ngày tiếp theo hai người thanh niên đi săn tìm kiếm thức ăn, chỉ còn Fish ở lại canh chừng Glass. Hắn ta đột nhiên nói với ông, đừng cố sống làm gì nữa, để tôi tiễn ông đi một đoạn. Nói xong hắn ta nhét vào miệng Glass một mảnh vải cố tình làm ông tắc thở mà chết. Đúng lúc này cậu con trai chạy về thấy vậy đã đánh Fish. Kết quả làm hắn ta nổi cơn hung hăng rút dao đâm chết cậu nhóc. Glass liều mạng gầm lên nhưng ông không thể làm được gì. Sau đó Fish đã nói dối để lừa cậu thanh niên còn lại. Nói rằng người da đỏ sắp đến rồi đưa cậu ta đi cùng hắn. Để lại một mình Glass nằm trong bùn đất. Không biết đã qua bao lâu Glass bất ngờ tỉnh lại. Ông cố gắng bò ra khỏi hố chầm chậm lết đến chỗ xác con trai. Glass dựa vào con mình mà ngủ thiếp đi. Lần nữa tỉnh lại ông ta biết mình không thể ở lại đây nữa. Glass chào tạm biệt con lần cuối, sau đó bước tiếp để báo thù, với hy vọng không để bản thân mình chết đói. Glass tìm được một khúc xương bò. Ông dùng những sức lực cuối cùng bẻ từng khúc một, rồi tách phần thịt vụn ở trên đó bỏ vào mồm. Nhưng chút thịt này không thể khiến ông no bụng. Ông tiếp tục bò vào rừng sâu nhổ cỏ dại để ăn. Sau đó lại tiếp tục lết thân thể đầy vết thương lên đường. Dưới cái lạnh thấu xương của mùa đông không hề thấy bóng dáng người qua lại. Glass bị thương nặng không nhưng thế chân còn bị tê liệt. Không biết bao lâu sau anh bò đến được bờ suối, vừa cố gắng uống được ngụm nước, nhưng vết thương quá nặng khiến anh phải nhổ ngụm nước đó đi. Để tránh cho vết thương không bị nhiễm trùng, Glass quyết định mạo hiểm một lần. Ông đắp thuốc súng vào miệng vết thương, sau đó đốt cho miệng vết thương khô lại. Sự đau đớn đó khiến cho Glass lại một lần nữa ngất đi. Lúc này người da đỏ gần như sắp đuổi kịp. Bọn họ đã tìm được hố chôn của Glass và còn phát hiện ra xác của con ông. Đêm đến Glass đã tỉnh lại và đốt lửa trước cửa hang động. Vì không có thức ăn mà Glass đã phải ăn một con chim đã chết khô. Sáng sớm ngày hôm sau anh bị đánh thức bởi tiếng chân ngựa, là người da đỏ đã đuổi đến. Glass vội vã lùi về sau quay người nhảy xuống dòng nước lạnh lẽo. Người da đỏ bên trên điên cuồng bắn tên truy sát. Glass chỉ còn cách lặn sâu xuống dòng nước để trốn chạy. Vì thế mà Glass mới may mắn trốn thoát. Nhưng dòng nước lại chảy quá xiết khiến ông không thể bơi vào bờ được. Cũng may ông tìm được một cái thân cây. Nó bây giờ trở thành cái phao cứu sinh của Glass. Sau mấy giờ đồng hồ trôi nổi dưới dòng nước lạnh lẽo, ông cũng giặt được vào bờ.
Sau khi lên bờ, Glass vội vàng cởi bỏ áo khoác ngoài, sau đó là đốt lửa sưởi ấm cơ thể. Ông đến bên hồ làm một chiếc bẫy bắt cá, trông thấy có cá cắn câu, Glass tóm lấy rồi ăn sống luôn con cá. Nghỉ ngơi một lúc, ông lại mặc chiếc áo khoác dày lên. Lúc này vết thương ở chân ông cũng đã khá hơn nhiều, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Khi Glass trèo lên được đỉnh núi, ông lại cảm thấy tuyệt vọng. Ở đây một đàn sói đang vây quanh một con bò. Không còn cách nào, ông chỉ biết đợi lũ sói rời đi, rồi mới có thể tiếp tục lên đường. Đêm đến, ông lại bị đánh thức bởi tiếng hú hét của đàn sói đói. Khi đi kiểm tra, ông phát hiện ra một người da đỏ đang đốt lửa để đuổi đàn sói, rồi hắn ta đã ăn sống con bò. Glass nhanh chóng đi tới quỳ xuống đất bò đến cạnh anh ta. Tên người da đỏ xác nhận Glass không có sự uy hiếp nào liền bỏ cung tên. Nhờ sự thỉnh cầu mà Glass được ném cho một miếng thịt, có được thức ăn, Glass ăn ngấu nghiến như hổ đói. Sau đó hai người kết thành bằng hữu. Sáng sớm hôm sau, người da đỏ phát hiện thấy nhưng vết thương trên người Glass. Lúc này ông cũng không ngần ngại kể hết chuyện mà ông đã trải qua cho anh ta nghe. Không những thế, để cảm ơn anh ta, Glass còn tặng cho hắn một chiếc nanh hổ. Tên này khi biết được câu chuyện thì vô cùng kinh ngạc. Anh ta quyết định sẽ đồng hành cùng Glass. Trên đường đi, anh ta giúp ông chữa trị vết thương. Hai người từ kẻ địch không đội trời chung nay trở thành bạn bè thân thiết. Một ngày lọ, bão tuyết đổ ập tới, Glass lại bị ngất đi. Người bạn da đỏ liền nhặt một bó củi đốt lửa sưởi ấm, còn là một ngôi nhà đơn giản để hai người tạm thời trú ẩn. Sau khi lấy thuốc đắp lên vết thương cho Glass xong, anh ta đặt một hòn đá lên người Glass. Đến hôm sau thì ông tỉnh lại, cảm thấy vết thương trên người đã lành lại khá nhiều, rồi nhanh chóng đi ra từ căn nhà gỗ. Ông muốn đi tìm người bạn của mình. Không biết bao lâu sau, cuối cùng Glass đã tìm được người bạn. Đáng tiếc rằng anh ấy đã sát hại, mà đám người treo anh ấy lên cây chính là đám người đang lẩn trốn phía trước, một đám lưu manh và tàn ác. Bọn chúng còn bắt cóc con gái của một tù trưởng da đỏ, thực hiện hành vi hâm nóng củ khoai với cô gái mỗi ngày. Glass lúc này lại muốn báo thù cho bạn, vậy là anh âm thầm mai phục ở chỗ đàn ngựa, rồi ông cởi trói cho những con ngựa đó. Lúc này Glass nhìn thấy một tên thủ lĩnh đang nướng khoai với cô gái da đỏ. Ông đã liều mình cứu được cô ấy, sau đó xung đột giữa họ xảy ra. Cô gái và Glass tự mình chạy trốn. Sau đó Glass một mình lên đường, nhưng lại bị một nhóm người da đỏ khác tập kích. Biết đấu không lại, ông liền cưỡi ngựa bỏ chạy. Nhưng kẻ địch quá đông, Glass khó lòng mà chạy thoát. Thế là bị người da đỏ ép rơi xuống vách núi cao. Glass lại một lần nữa gặp đại nạn, nhưng do là nhân vật chính nên không thể nào chết được. Ông may mắn được lớp tuyết dày dưới đất cứu lấy. Còn chú ngựa thì lại không may mắn như vậy nên đã ngỏm củ tỏi. Mà lúc này bão tuyết càng ngày càng lớn, Glass lại phải đối mặt với số phận sắp bị chết rét. Nhưng ông vẫn rất tỉnh táo để lấy dao mổ bụng con ngựa, moi hết nội tạng ra ngoài. Sau đó cởi sạch quần áo chui vào trong bụng con ngựa. Bên ngoài đang cực kỳ lạnh, chỉ có nơi này còn sót lại hơi ấm của sự sống. Cuối cùng ông lại sống sót qua trận bão tuyết dữ dội một lần nữa. Ánh nắng lúc này đã chiếu rọi, ông cũng bò ra khỏi bụng con ngựa, mặc đồ vào tiếp tục lên đường. Đồng bằng phủ tuyết bao la, Glass thì một mình nhỏ bé, trong lòng lấp đầy hai chữ báo thù. Đêm hôm đó, một đoàn người cầm đốt phát hiện ra Glass là đội trưởng. Tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt mình. Tại sao Glass vẫn có thể sống sót? Hắn bị gấu cắn xé, như thế lại phải một mình vượt qua vùng đất hoang vu hàng trăm cây số mà vẫn có thể sống sót, thật đúng là thần kỳ. Rồi Glass nói ra sự thật rằng Fix đã giết chết con trai mình và để lại ông nằm trên tuyết chờ chết cho đội trưởng biết. Đội trưởng nghe thấy vô cùng phẫn nộ, hắn vội vàng lao về doanh trại trước lục tìm Fix khắp nơi. Nhưng tên Fix danh ma này đã sớm ngửi được mùi nguy hiểm nên đã bỏ trốn. Đã thế còn trộm theo tiền của đội trưởng, làm đội trưởng không còn tiền thuê người nữa. Hắn quyết định tự mình ra ngoài truy bắt Fix, nhưng Glass yêu cầu cho ông ta đi cùng. Thế là cả hai lại đội tuyết lên đường. Glass đã dùng khả năng theo dõi tuyệt vời của mình tìm được khu trốn của Fix. Ở một vùng đất tuyết, hai người chia nhau ra hành động. Đáng tiếc đội trưởng đã đụng trúng nơi Fix đã mai phục từ trước. Một tiếng súng nổ lên, Glass ở phía xa cũng nghe thấy. Ông đi theo tiếng súng thì đã tìm thấy xác của đội trưởng. Glass quyết định đưa xác của đội trưởng lên lưng ngựa trở về. Đi được một đoạn, ông bị Fix đang mai phục ở gần đó phát hiện. Hắn ngắm bắn từ xa nổ một phát súng, người trên lưng ngựa lập tức ngã xuống. Không nhẽ Glass lại chết dễ dàng như vậy. Sau đó Fix đi về phía thi thể kiểm tra, nhưng khi lật xem trên lưng người này lại có một cành cây. Hóa ra đây là đội trưởng được Glass dựng lên để đánh lừa hắn. Lúc này Glass, người đang giả làm thi thể, bất ngờ nổ súng bắn trúng Fix. Hắn ta vội vàng bỏ chạy, Glass cũng ra sức theo đuổi. Cuối cùng cả hai chạy đến một sườn dốc mà bị trượt xuống. Súng của cả hai cũng vì thế mà rơi mất, trên chỉ còn lại vũ khí cận chiến. Fix lúc này cũng không chạy nữa, hắn biết không thể nào thoát được một trận tử chiến. Một kẻ dùng dìu, một kẻ rút dao lao vào nhau đấu tay đôi. Fix đâm được một dao vào chân của Glass, làm dìu của Glass bị rơi xuống. Cả hai bắt đầu giành giật con dao của Fix. Trong lúc chiến đấu, Fix đã chơi bẩn cắn đứt tay Glass. Ông chỉ biết dùng hết sức đâm con dao vào bụng của Fix. Thế là cuộc chiến này Glass đã giành được chiến thắng. Lúc ông ta định giết chết Fix lại nhìn thấy người da đỏ đang chằm chằm đi đến. Glass chậm rãi nói bằng tiếng người da đỏ, báo thù là công việc của thần không phải của tôi.
sau đó ném Fitz xuống sông để hắn trôi về hướng người da đỏ. Nhóm người này sau đó đã lột da đầu của Fitz, cuối cùng đã kết thúc cuộc đời của kẻ tàn ác. Glass cũng đã báo thù thành công. Người da đỏ sau đó đi qua ông nhưng họ đã không giết Glass. Cuối cùng Glass rời đi trong mơ hồ, ông nhìn thấy linh hồn của người vợ đã mất. Bà luôn ở bên ông trong suốt cuộc hành trình đến lúc này lại biến mất. Cũng có nghĩa là mặc dù ông đã hoàn thành việc báo thù, nhưng một phần ấm áp và nhân tính trong lòng đã chết. Phim đến đây cũng hết rồi. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu mọi người thích video này thì nhớ bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Vua Phim Review nha.